hai mối tình buồn về cuộc sống cô đơn của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân ở tuổi U50. Vũ Luân sinh năm 1972, ở tuổi U50, Vũ Luân vẫn đi về lẻ bóng một mình. Khi phóng viên hỏi về chuyện tình yêu, gia đình, Vũ Luân cười hiền bảo, cuộc đời anh đó giờ mới chỉ thương hai người, tiếc rằng hai cuộc tình đó đều không trọn vẹn. Hồi chưa đi hát, Vũ Luân cũng quen một cô gái, nhưng khi vào nghề, anh thấy mình yêu nghề hơn, nên tạm biệt tình yêu trai gái để dành trọn cho đam mê nghệ thuật. Vừa bước chân vào nghề, Vũ Luân đã may mắn được khán giả đón nhận chứ không phải thầm lặng làm việc mà không ai biết tới. Vừa đẹp trai vừa nổi tiếng lại hát hay, nên Vũ Luân trở thành chuẩn soái ca trong mắt các cô gái 7X 8X thời bấy giờ. Nhưng trái tim anh chỉ bị lỗi nhịp bởi một người, cũng là bạn diễn ăn ý với anh trên sân khấu cải lương. Nhiều khán giả sau này vẫn nhầm tưởng đó là nghệ sĩ Tâm Tâm, bởi cô từng lên báo chia sẻ về chuyện tình lãng mạn của mình với Vũ Luân. Nhưng Vũ Luân thì khẳng định, người tôi thương là một người khác, còn Tâm Tâm ngộ nhận là tôi thương cô ấy. Hồi đó chúng tôi đều còn nhỏ và học chung trường Trần Hữu Trang. Sinh nhật Tâm Tâm, trong lớp ai cũng tặng quà này quà kia. Tôi không biết tặng gì cho quý, vậy là tôi dắt Tâm đi mua một chiếc nhẫn. Tôi khờ cứ nghĩ nhẫn là quý, còn Tâm thì nghĩ tôi tặng nhẫn chắc là anh ấy thương mình. Thực tình tôi chưa bao giờ nhắn tin, ngỏ lời hay đặt vấn đề tình cảm đi chơi, đi ăn uống riêng với Tâm Tâm. Tôi luôn xem Tâm như một người bạn học chung lớp. Khi biết Tâm hiểu lầm, tôi thấy mắc cười nhưng cũng không giải thích. Anh nói thêm, hồi đó tôi và một cô bạn diễn thương nhau, chúng tôi quen khổ lắm, bị áp lực khán giả nên không đến được với nhau. Xung quanh cô ấy và xung quanh tôi đều có những người nói ra, nói vô cuộc tình đó. Thậm chí, fan bịa đặt ra những câu chuyện tưởng là thật để đôi bên hiểu lầm nhau. Cũng bởi vậy mà cuộc tình tan vỡ. Sau này khi đã đường ai nấy đi, chúng tôi mới biết chuyện nhưng mọi thứ đã xong hết rồi. Giờ hai người giữ tình bạn tốt dành cho nhau. Như thế có khi cũng là một nhân duyên tốt. Vì khi diễn cảnh yêu đương mùa mẫn trên sân khấu, khán giả mới thương. Lấy nhau rồi có khi lại không còn đẹp nữa. Trong giới cải lương có một luật ngầm, đã là gặp bạn diễn ăn ý trên sân khấu thì tốt nhất không nên cưới nhau. Nếu kết hôn, hôn nhân hạnh phúc thì không được tổ đãi trong nghề. Nếu tổ đãi thì chắc chắn tôn nhân trắc trở. Và chỉ trong giới cải lương mới bị như vậy. Như nhiều câu chuyện tình của nhiều đồng nghiệp khác trong giới cải lương, chuyện của Vũ Luân với bạn diễn dường như cũng ứng nghiệm với cái luật bất thành văn này. Vũ Luân giải thích, từ cổ chí kim đã là như thế. Trong giới cải lương, nghệ sĩ nam thường có fan nữ và nghệ sĩ nữ thường có fan nam thích mình. Đã hát chung thì không nên lấy nhau, lỡ có thương nhau trên mối quan hệ tình bạn thì nên lén lút chứ đừng công khai và cũng đừng kết hôn. Như vậy sẽ rất đẹp và giữ được fan hâm mộ. Khán giả thấy mình và bạn diễn úp úp mở mở thì thấy dễ thương. Họ mong hai người sớm thành một cặp. Nhưng khi hai người thương nhau thật thì họ lại không thích và tìm cách phá. Từ cuộc tình ấy, Vũ Luân phải mất rất lâu sau mới mở lời đón nhận một người con gái khác. Cô ấy kém anh gần 20 tuổi, là tiểu thư con nhà giàu có, thể lực ở Sài Gòn. Cô ấy cũng là một khán giả ái mộ anh. Vũ Luân bảo anh và bạn gái rất hợp nhau. Dù là con nhà giàu, tiểu thư khuê cát, nhưng bạn anh không bao giờ chảnh, thậm chí rất hiền và ngoan. Mỗi lần anh đi tỉnh hát, người yêu muốn đi cùng nhưng chỉ cần anh bảo ở nhà là cô như con mèo ngoan ngoãn vâng lời, không dám đòi theo nữa. Không phải Vũ Luân ngại gì, anh biết đi tỉnh cực, anh sợ cô chịu không nổi và anh cũng không muốn người yêu vất vả. Yêu đến thế, thương đến thế, vậy mà Vũ Luân vẫn quyết định chia tay. Anh kể cô ấy là con một, gia đình giàu có thế lực ở Sài Gòn này. Ba mẹ cô ấy cũng rất thương tôi nhưng lại không muốn cho tôi đi hát. Họ muốn tôi làm kinh doanh theo con đường mà họ đã sắp đặt sẵn. Không phải tôi không kinh doanh được, tôi từng làm bầu show và ăn nên làm ra. Giờ tôi cũng đang kinh doanh mỹ phẩm và thu nhập không tệ. Nhưng vấn đề là gia đình cô ấy áp đặt tôi vào công việc kinh doanh của họ. Họ in sẵn kẹt với chức danh giám đốc bằng tên thật của tôi. Họ đặt công ty ở Hà Nội và muốn tôi ra đó làm việc. Dù không nói thẳng nhưng động tác đó chính là một cắt đứt con đường đi hát của tôi. Khi tôi từ chối không nhận, gia đình giận và cấm không cho hai đứa quen nhau.
Tôi nói với cô ấy, gia đình em biết anh vì anh là nghệ sĩ, vì anh là Vũ Luân. Nếu anh là một người bình thường ở ngoài thì gia đình có mời anh làm giám đốc không? Việc làm gạt đem tên thật của anh vào tất cả hồ sơ, đặt văn phòng ở Hà Nội là động tác kêu anh nghỉ hát. Nếu nhận anh không làm được thì chuyện gì xảy ra? Nhưng anh có quyền không nhận, vậy sao lại giận anh? Dù gia đình cấm cản nhưng cô ấy quá thương tôi nên chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau. Nhưng tới một thời điểm tôi nghĩ mình cần phải chấm dứt cuộc tình này. Tôi không thể để cô ấy chờ mãi như thế. Tôi cũng không đủ bản lĩnh để đồng ý cho cô ấy bỏ nhà theo mình. Tôi là một nghệ sĩ có tên tuổi, không thể để báo chí, truyền thông hay mọi người nhìn vào nói tôi dụ cô ấy bỏ nhà đi được. Tôi quyết tâm chia tay cô ấy. Cô ấy tới nhà tôi đóng cửa không tiếp. Cô ấy buồn khóc rất nhiều nhưng tôi buộc phải làm vậy, vì chỉ có cách đó hai đứa mới chấm dứt được. Hiện tại Vũ Luân sống một mình và chăm sóc cho người anh lớn có bệnh từ nhỏ. Anh bảo mình là người nặng gánh gia đình, luôn chăm lo cho các anh chị em trong nhà, nhưng chẳng ai chăm anh. Dường như mọi người mặc định việc Vũ Luân yêu thương lo lắng cho họ là trách nhiệm của anh, nên vô tâm quên mất phải yêu lấy anh em mình. Cảm ơn các bạn khán giả đã ghé thăm kênh Xuất Ngoại Tìm Sao. Mời các bạn đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều tin tức về sao Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tin tức tiếp theo.